câu chuyện diễn ra tại một khu nghĩa trang. Nơi đây diễn ra một câu chuyện động trời khi tên zombie đang cố dùng máu của mình để hồi sinh tên quái vật vampire. Hãy nhìn xem, tên quái vật vampire đã sống lại. Ôi không, quái vật vampire đã nuốt lấy tên zombie để gia tăng sức mạnh của hắn. Nhìn kìa, hắn ta đã khôi phục hình dáng quái vật của mình. Thật đáng sợ. Ở một diễn biến khác, Nick và Sunny đang hẹn hò và trao cho nhau vật định tinh. Nhưng thật bất ngờ khi món vật đã bị tên vampire phá hủy. Để bảo vệ cho người yêu bé nhỏ của mình, Nick của chúng ta đã bùng phát sức mạnh hút. Một cuộc chiến xảy ra giữa anh hùng và tên quái vật. Ôi không, anh hùng Nick của chúng ta đã bị đánh bại. Tiny bé nhỏ đã bị tên quái vật vampire cổn đi. Nhìn kìa, Nick của chúng ta đã bị đánh tan biến hết sức mạnh. Nhưng thật may mắn khi Nick đã được Misty tận tình cứu chữa và còn giúp cho cậu ta có sức mạnh mới. Nhờ sự giúp đỡ của Misty, Nick của chúng ta đã thay đổi sức mạnh, biến thành một Iron Man bất khả chiến bại. Với sức mạnh mới, Nick đã trực tiếp tấn công căn cứ của tên Vampire. Cuộc đọ sức với tên Vampire bắt đầu. Superhero bất khả chiến bại của chúng ta đã thành công hạ gục tên quái vật xấu xa. Màn anh hùng cứu mỹ nhân với kết cục viên mãn, Nick và Tiny đã hạnh phúc bên nhau. Một ngày nọ, Nick cầm bó hoa thơ đẹp ngồi chờ Tiny. Tiny sẽ rất vui khi nhận hoa cho mà xem. Tình yêu của Nick tới rồi. Hey, what happened? Hello. Nhưng ôi không, gã Ice phóng xe tới và bắt cóc Tiny ngay trước mặt Nick. Nick tức giận biến hình thành Nick Hood và đuổi theo. Gã Ice lạng lách không được bao lâu thì đã bị Nick Hood của chúng ta chặn đầu xe. Nick cố gắng ngăn cản gã Ice, nhưng không, chiếc xe của gã Ice đã hất văng Nick. Chỉ chờ có vậy, gã Ice nhanh chóng đem Tiny về căn cứ của mình. Mặc cho Tiny chống cự, gã Ice vẫn tiêm cho Tiny một liều thuốc màu xanh bí ẩn. Thì ra, đó là liều thuốc biến người thành zombie. Tiny biến thành một thây ma vô cảm, chỉ biết phá hoại và tiêu diệt mọi thứ, kể cả gã Ice. Nick đến và thấy Tiny đang xử lý gã Ice. Cậu rất vui mừng mà không hề biết Tiny đã thay đổi. Cho đến khi Tiny tấn công Nick và gã Ice van xin sự giúp đỡ, Nick mới nhận ra Tiny đã khác trước. Dưới tác dụng của thuốc, Tiny tiếp tục nổi điên và tấn công gã Ice lẫn Nick. Vào lúc nguy hiểm, gã Ice đã đưa cho Nick ống thuốc giải có thể khiến Tiny trở lại bình thường. Nick liền cầm ống thuốc lao tới và thành công đưa Tiny về trạng thái bình thường.
sau khi trừng phạt gã Ice, Nick và Tani lại tiếp tục buổi hẹn hò của mình. Stay out of my house. What the hell?
Oh no. Nope. What's this? Fire spiral! Don't call me honey. Time for a detox. Fire spiral! Sick burn! Một buổi sáng đẹp trời, Ice đang đi dạo phố thì chợt bắt gặp một chú chó Husky. Hắn lấy một miếng thịt ra để trèo Husky. Ôi không, Husky đã bị gã Ice làm ngã lăn ra dưới đường. Ice tiếp tục đi dạo thì hắn vô tình phát hiện một quầy thức ăn thơm ngon của Francis. Go ahead, jerk. Yeah. Francis đưa Ice một ổ bánh mì, nhưng sau khi ăn xong, Ice không trả tiền mà còn đánh ngã Francis. Nick đang ngồi ăn xin gần đó, thấy Ice đi ngang qua. Nick xin Ice thức ăn, nhưng liền bị gã ta đẩy ra. Gã Ice đối xử với Nick tồi tệ, điều này khiến Nick rất buồn. Chứng kiến hành vi xấu xa của Ice, cô tiên Tani đã làm phép biến hắn ta thành người tí hon. Ice sợ hãi bỏ chạy thì vô tình gặp lại Husky. Thấy Ice bị Husky đuổi theo, Nick tốt bụng đã ngăn chú chó lại để bảo vệ Ice. Sau hành động dũng cảm của Nick, Ice đã nhận ra lỗi lầm của mình và cầu mong Nick tha thứ. All right. Nhìn thấy Ice đói bụng, Nick đưa bánh của mình cho Ice. Nhưng Nick cũng đói và cậu ta đã ngớp xỉu. Ice thấy thế liền chạy đến cầu cứu Francis. Time to move to the boom. I don't think so. Yeah. Hey, wake up. Francis lập tức đưa Nick vào bệnh viện. Cuối cùng, Nick cũng tỉnh dậy với sự giúp đỡ của mọi người. Hello. Okay. Please! Please! No! No! Yeah!
Go! Yeah! To the battle! Go ahead, jerk! No, 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 no! Yes, go! Who's that? Sail! Huh? 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 Yeah. Yeah. Hooray!